chào bà con nông dân, kính chào quý khán giả. Thưa bà con, thưa quý khán giả, theo tính toán của nông dân trồng lúa thì ở vụ lúa hè thu thì chi phí phân bón chiếm hơn 30% trên tổng mức đầu tư của bà con nông dân. Trong khi đó thì giá phân bón trên thị trường đang có chiều hướng tăng cao. Chính vì vậy mà việc tạo điều kiện thuận lợi để cho cây lúa hấp thu tối đa lượng phân bón đó có ý nghĩa rất là quan trọng. Dân và với chủ đề là dinh dưỡng cho lúa hè thu 2014 thì chương trình truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học kỳ thứ 23 này do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành cùng phối hợp thực hiện sẽ trao đổi cùng với bà con về những biện pháp kỹ thuật để giảm thất thoát phân bón, cân đối dinh dưỡng cho lúa. Và điều này đồng nghĩa với việc là sẽ giúp giảm giá thành sản xuất cũng như là giảm áp lực sâu bệnh trên đồng ruộng cho bà con. Dân và các nhà khoa học tham gia trao đổi cùng với bà con trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên trường Đại học Cần Thơ, kỹ sư Võ Quốc Trung, trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, và kỹ sư Nguyễn Quỳnh An Tịnh, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành. Thưa bà con, thưa quý khán giả, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời bà con và quý khán giả chúng ta cùng theo dõi và giao lưu với chương trình bằng cách gọi về số tổng đài 0793526526 để nêu lên những tình huống bất lợi đang xuất hiện ở trên đồng ruộng, thực tế đồng ruộng của bà con hiện nay, không chỉ về vấn đề phân bón mà cả những cái đối tượng dịch hại đang phát sinh như là cỏ dại cùng các loại sâu bệnh xuất hiện ở đầu vụ lúa này. Và ban thư ký thì đang rất sẵn sàng để ghi nhận những câu hỏi mà bà con đặt ra cho chương trình ngày hôm nay để chuyển đến cho các diễn giả giải đáp cùng với bà con. Thưa bà con, ngoài 3 phần quà dành cho 3 khán giả có câu hỏi hay gửi về giao lưu cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 0793526526 thì chương trình cũng có dành ra 3 phần quà dành tặng cho 3 khán giả có câu hỏi hay có kèm theo ảnh minh họa gửi về tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời bà con và quý khán giả chúng ta cùng bước vào nội dung của chương trình truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học kỳ thứ 23 ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mở đầu chương trình bằng một clip tiểu phẩm. Và qua clip tiểu phẩm này thì chúng ta cùng xem bà con nông dân chuyển đến chương trình vấn đề gì nhé. Chú Thắng ơi. Mày chung mày mới qua thăm vụ tao mày. Qua hỏi thăm chú vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân của Tân Thành. Vừa làm ruộng về ruộng nhiều. Năm nào cũng đạt năng suất chú cao. Bên con thì đang gói vụ cỏ. Qua hỏi chú có cách nào để diệt cỏ và cỏ dại vụ này lên quá trời. Trời ơi, dễ ợt à, để chú nói cho con nghe. Năm nào cũng vậy hết trơn á, chú ở bên đây nè, chú đều sử dụng sản phẩm Vindup của công ty Tân Thành đó. Lúa xạ khoảng 1-2 ngày chú xịt thì diệt được tất cả các loại cỏ, nhưng đặc biệt là diệt luôn cả lúa cỏ. Mình khỏi phải tốn công phun đi phun lại nhiều lần, đặc biệt có cái là mấy chỗ mà chủng có nước đó, lúa nó vẫn lên bình thường. Cái giá của nó cũng rất là rẻ, khoảng một công khoảng 20,000 là mình đã quản lý được cỏ dại rồi. Mình phải làm đất làm sao trục chặt cho rất là bằng phẳng. Còn thí dụ như những cái chỗ gò, nếu mà mình thấy nó có lên là chút đỉnh thì mình dùng sản phẩm bút mình quét sơ lại, là tất nhiên là con cứ việc an tâm là ruộng chúng ta không bao giờ có cây cỏ nào hết. Bây giờ chăm nghe không bằng mắt thấy. À, coi nè, bây giờ nè, lúa này không có một cọng cỏ luôn, thấy chưa? Mà năm nay bữa nay nó là nó được là 12 ngày rồi. Đó, thấy chưa? Đó, hết trơn luôn, thấy không? Không có cây cỏ nào lên hết. Nhưng và sau khi xem qua phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng xin phép hỏi kỹ sư Nguyễn Văn An Tịnh là kỹ sư có nhận xét như thế nào về cái kinh nghiệm phòng trừ cỏ dại của nông dân trong cái câu lạc bộ nông dân Tân Thành ạ? Chào quý bà con, chào anh Thắng và anh Trung. Thì qua cái điều phẩm vừa rồi thì tôi ghi nhận ở 3 điểm về cái Sung Win Up của anh Thắng. Thứ nhất là anh đánh giá là Sung Win Up có thể diệt tất cả các loại cỏ, và đặc biệt là lúa cỏ. Thứ hai là anh nói là phun Win Up những cái lỗ chỗ nà, chỗ chủng nó sẽ không gây chết nà cho chủng. Và đặc biệt anh đánh giá hiệu quả rất là cao, và đặc biệt là không cần phun lại nhiều lần và giá thành nó rẻ. Thì đầu tiên thì tôi chia sẻ với chỗ anh Thắng cũng như anh Trung và bà con là cái tại sao Win Up có thể diệt được tất cả các cỏ và đặc biệt là lúa cỏ.
Thì tôi lấy ví dụ cái hạt lúa chúng ta có cái mầm và cái rễ. Thì trong cái sản phẩm Windup chúng tôi có hai hoạt chất diệt cỏ, đó là ditagloor sẽ tác động vô cái mầm. Thành thử ra nó mới cái tên là thuốc diệt mầm, tức là tất cả những loại hạt có mầm là đều chết, kể cả hạt lúa chúng ta. Nhưng mà cái bên cạnh đó thì chúng ta có cái chất an toàn Ferrarim, đây là tác động vô cái rễ. Thì tại vì trong khi chúng ta xạ thì chúng ta trang bị cho cái hạt lúa chúng ta đã có rễ. Thành thử ra là bà con mình yên tâm là hạt lúa chúng ta rất là an toàn là chỗ đó. Và cây cỏ thì sau khi ta chụp chạc chúng ta dùng nước chúng ta ém thì nó chưa có nảy mầm. Nên thành ra chúng ta mới đưa nước chúng ta xạ thì cái hạt lúa nó mới vừa nảy mầm ra thì cái chất diệt cỏ, cái chất cây cỏ nó sẽ diệt được cái cây cỏ. Thì giống như đơn giản chúng ta nghĩ đi, hai cây đội quân giống như hạt lúa chúng ta và cái hạt đội quân cỏ nó xua xâm nhiễm, thì bên cạnh đó cái hạt lúa chúng ta đã trang bị được cái chất giải độc, còn cái đội quân nó xâm nhiễm vô nó chưa được trang bị, thì khi chúng ta phun Windup xuống hai cái hoạt chất này nó sẽ diệt được cái cỏ. Thứ hai đó là anh nói là không chết chủng, thì cái này tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thắng. Lý do là cái chất Ferrarim, chất Ferrarim là đây là hoạt chất cao nhất trên thị trường, đó là 150 so với 100 một số sản phẩm đồng loại trên thị trường. Tức là chất an toàn mình rất là cao, nên ra những chỗ nà, chỗ rụng, nhũng nó sẽ hạn chế và nó không chết dũng. Và đặc biệt nữa là cái hiệu quả ở đây, thì bên cạnh cái chất an toàn cao thì tôi tăng công ty Tân Ta Thành có tăng cường cái chất diệt cỏ, đó là cái ditagloor cao gần như cũng như cao nhất thị trường, đó là 360. Còn cái điều kiện làm đất thì đương nhiên rồi, thì trong cái quá trình diệt ruộng thì đất nước là rất là quan trọng. Thì chúng ta đưa nước vô làm sao để ngập mặt ruộng và làm đất làm sao trang trải nó bằng. Và khi những cái chỗ gò thì đương nhiên rồi, thì người ta nói là không có gì là tuyệt đối 100%, thì nếu mà có sót lại thì anh Thắng có chia sẻ đó là sản phẩm bút của Tân Thành. Điều đặc biệt của sản phẩm bút đó là phun không gây sượng lúa. Thành thử ra anh có thể là trên 1 hecta anh không cần phải sử dụng 20 bình phun 16, mà anh chỉ cần có thể là 4 bình 5 bình anh lại ngay chỗ gò anh phun, và anh có thể đứng đó anh phun đậm vẫn đảm bảo không sượng lúa mà chết cỏ. Một vài ý kiến trao đổi của bà con mình. Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Huỳnh An Tịnh về những thông tin vừa rồi ạ. Thưa bà con, và tiếp sau đây thì chúng tôi xin mời bà con quý khán giả cũng như xin mời các diễn giả chúng ta cùng tiếp tục đến với một clip tiểu phẩm sau đây. Chú Thắng ơi, nãy giờ chú với anh Trung nói chuyện khoái quá, chú qua giùm coi miếng ruộng của con ơi. Trời ơi, mày học thầy mà mày không qua coi lúa tao mà mày kêu tao qua coi lúa mày. Nếu có thắc mắc gì con cứ hỏi đi, thì chú biết thì chú sẽ trả lời cho con. Con trồng giống với lách ti, nó là mầm nó mập lên đều, rồi sáng con xạ, chiều gặp trời mưa. Qua bữa sau con rút nước ra thấy nó lên đều, ít bị chết giống. Có phải sử dụng lách ti không? Lúa con bữa nay 12-13 ngày, lá dày xanh mướt, thân mập, rễ dài, không có bị bọ chỉ. Có phải nhờ trộn giống với lách ti không? Vì con thấy các ruộng khác không có trộn lách ti nên nó bị bọ chỉ hơi nhiều. Thì chú nói cho con nghe, lúa mà mình trộn lách ti rồi đó là tất nhiên là cái mầm của nó đó nó mọc mập nè, rễ nó ra dài, mà mình xạ xuống rồi á cây nó mọc lên nó rất là khỏe, mập lá rất là dày, thấy không? Thì mình chỉ có tốn là khoảng 20.000 thôi, nhưng mà mình đỡ nè, thứ nhất nè là mình đỡ được giảm được lúa giống nè, thứ hai mình giảm được phân bón nè, thứ ba là mình giảm được công cái dặm. Với một điều đặc biệt nữa là nó lên mạnh như vậy rồi đó thì mình khỏi cần xịt bọ chỉ luôn. Chú Thắng ơi, sẵn đây cho con hỏi thêm, con thấy vụ hè thu này phân mình gãi mau hết, thay vì mình gãi 3 lần nhưng con muốn chia gãi 4 lần. Chú cho con hỏi gãi 3 lần với 4 lần cách nào tốt? Câu hỏi này á thì chú còn mập mờ lắm. Vì vậy á chú cháu mình gửi câu hỏi này lên đài truyền hình Sóc Trăng, chương trình Sức Mạnh Sinh Học á, để cho các diễn giả trả lời cho chú cháu mình biết và bà con gần xa đều hiểu biết luôn. Dân già liên quan đến vấn đề xử lý hạt giống cũng như là số lần bón phân như trong phóng sự mà bà con nông dân vừa trao đổi, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời ý kiến chia sẻ của kỹ sư Vũ Quốc Trung đến bà con. Qua cái tiểu phẩm vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng bà con nông dân của chúng ta cũng rất là quan tâm đến việc làm thế nào để cho cái ngay từ ban đầu cây mạ lúa nảy mầm và phát triển cây mạ giai đoạn đầu khỏe để có khả năng phát triển tốt và có cái năng suất về sau. Thì tôi rất là đồng ý với các ý kiến của bà con của mình, và hiện nay thì việc xử lý hạt giống
cũng đã trở nên phổ biến và được bà con nông dân của chúng ta tiếp nhận một cách tích cực. Thì việc xử lý hạt giống cho thấy rõ là có cái khả năng hỗ trợ để làm cho cái rễ mầm nó phát triển nhanh hơn và nó tiếp đất, cũng như là nó giúp cho cái việc hấp thu dinh dưỡng từ ở trong đất để nuôi mạ. Và khi cái lá của cái mầm mà nó mọc mạnh, mọc khỏe, nó vươn ra tốt thì đây là cũng cái điều mà nó giúp cho cái cây lúa của mình ở giai đoạn còn nhỏ đã chống chịu được rất là nhiều với những cái yếu tố bất lợi ở bên ngoài. Tuy nhiên, tôi cũng thấy rằng bà con nông dân của chúng ta ngoài cái việc mà quan tâm đến việc xử lý hạt giống thì cái việc chuẩn bị đất, có nghĩa là chúng ta xử lý đất ở giai đoạn trước khi mà chúng ta gieo xạ, đây là một vấn đề cũng hết sức cần thiết. Có một học với hạt giống khỏe nhưng đất của chúng ta không khỏe thì chắc chắn rằng khi mà bà con mình gieo cái hạt giống xuống trong cái môi trường không tốt thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển của cây lúa của mình. Do vậy thì đặc biệt là trong cái vụ hè thu này thì cái công tác chuẩn bị đất, xử lý cái rơm rạ của các vụ trước, đánh rảnh, thoát phèn và xử lý những cái độc chất ở trên đồng ruộng trước khi gieo xạ cũng là vấn đề hết sức bà con mình hết sức quan tâm. Trong cái video clip thì còn có bà con mình cũng còn quan tâm đến cái việc là nên bón phân như thế nào trong cái vụ hè thu này để cho cái đạt được cái hiệu suất cao. Thì tôi thấy rằng là cái việc quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cũng như phân bón thì bà con của mình cũng đặc biệt chú ý, không chỉ trong vụ hè thu này mà tất cả các vụ lúa trong năm. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà phân bón thì nó có cũng khá nhiều cái con đường mất, chẳng hạn như bốc hơi, rồi chảy tràn, rồi nó thấm sâu xuống khỏi cái tầng rễ, thành ra là dù có phân mà phân nằm ở dưới không tiếp cận với cái tầng rễ thì cây cũng không hút được. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đất phèn thì những cái dinh dưỡng cũng bị cố định rất là lớn, thì đây là những cái con đường mà nó gây ra cái sự thất thoát rất là nhiều trong cái sự canh tác, cái sử dụng phân bón của bà con mình. Việc bón 3 lần hay 4 lần, theo tôi vấn đề này không phải do chính bà con mình quyết định mà do tình trạng của cây lúa cũng như cái điều kiện thời tiết nó quyết định. Do vậy trong cái chăm sóc đồng ruộng thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo với bà con mình là phải đi thăm đồng thường xuyên. Việc bón thêm hay ngừng bón là phụ thuộc vào tình trạng của cây lúa chứ không phải do chúng ta quyết định là chúng ta thích bón 3 lần hay 4 lần. Nhưng nếu ở thời điểm đó cây lúa nó đã đủ rồi thì không nhất thiết bà con mình phải bón, vì lúc đó bón thêm nó tạo thêm tăng, nó dư thừa cái gì cũng gây ra bất lợi và đó cũng trở thành là chất độc cả. Do vậy thì chúng tôi khuyên cáo với bà con mình có 3 cái thời kỳ bón phân cơ bản. Một là sau khi mà cái lúa của mình đã hết dinh dưỡng trong cái hạt giống, tức là nó cần phải tiếp nhận từ cái dinh dưỡng từ bên ngoài. Đây là một cái thời kỳ chắc chắn là bà con mình cần phải bón. Cái thứ hai là thời kỳ khoảng 18 tới 20 ngày đối với lúa 100 ngày thì bà con của mình cũng phải có một lần bón. Lần bón này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu lúa mình thừa thì nó sẽ giúp cho cái lúa mình nảy chồi, bù đắp để có những cái số chồi hữu hiệu. Đối với lúa xạ hơi dày thì thời kỳ này bón là giúp cho cái lúa mình đủ dinh dưỡng để trở thành chồi hữu hiệu và nó không bị thiệt hại, nó không bị chết về sau. Một cái điểm mà chúng tôi hết sức lưu ý với bà con mình, đặc biệt trong cái vụ hè thu này, là thường nắng nóng và hay mất nước. Do vậy bón phân mà không có nước thì cái hiệu suất hấp thu cũng như cái sự mất mát phân bón rất là cao. Cho nên khi bón phân, bà con cũng phải hết sức lưu ý trên ruộng mình luôn luôn phải có nước trước khi chúng ta bón phân. Và độ ngập sâu của nước thì cũng theo chúng tôi khuyến cáo thì cũng khoảng từ 3 phân đến 5 phân là vừa. Để nước nhiều quá cũng không tốt. Thì vài ý kiến xin chia sẻ cùng bà con. Cảm ơn phần chia sẻ của kỹ sư Võ Quốc Trung ạ. Thưa bà con, thưa quý khán giả, vừa rồi thì bà con và quý khán giả vừa nghe kỹ sư Võ Quốc Trung chia sẻ một số thông tin xung quanh việc xử lý giống cũng như là việc quyết định số lần bón phân như thế nào là hợp lý. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục đến với tình huống tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời bà con và quý khán giả chúng ta cùng đến với thông điệp của sản phẩm sinh học Plasti. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất.
Nhân dân, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục với tình huống tiếp theo của chương trình. Và tình huống này sẽ là một câu hỏi xoay quanh vấn đề sử dụng phân bón một cách hợp lý và đoạn văn hình sau đây. Tôi nghe nói bà con đồn hướng dẫn là nói là anh bón phân, kỹ thuật bón phân cũng rất hay. Nên hôm nay tôi lại lên đến đây là tôi hỏi là vụ hè thu thì lúa thường hay đổ ngã. Nên tôi bón kali hơi nhiều. Chị không biết là lúa có dư kali có ảnh hưởng gì không? Thứ hai nữa là bón ngay cái thời điểm là lúa đầu vụ hay là ngay cái lúc là làm đồng? Tôi xin hỏi anh ý thứ hai nữa là lân nó có tác dụng gì? Tôi đã lót, hồi đầu vụ tôi đã lót rồi. Mà các nhà khoa học là khuyến cáo là không nên bón ở trong cái thời điểm lúa làm đồng. Vậy mục đích của lân là như thế nào? Thì qua câu hỏi của Phụng á, thì tôi nói như vậy, vụ hè thu á, thì lúa thì thường bị đổ ngã, thì mình bón kali là đúng rồi, nhưng mà mình bón kali có dư luôn thì cũng không ảnh hưởng gì đến cây lúa. Với cái thứ hai nữa đó là bón kali á, là ta nên bón á, không có nên bón đầu vụ mà ta nên bón lúc làm đồng. Còn cái vụ mà lân á, mà Phụng đã lót đầu vụ rồi, mà các nhà khoa học khuyến cáo mình không sử dụng khúc làm đồng, bởi vì lân là nó có nhiệm vụ là hạ phèn và tạo rễ, thì chúng ta nên sử dụng lúc ban đầu, còn khúc sau thì không nên sử dụng. Nếu mà mình sử dụng lân giai đoạn sau thì nó sẽ tốn tiền thôi. Dân già để trao đổi cùng với bà con về việc xử lý kali và lân như cách mà của vị nông dân trong đoạn văn hình vừa rồi, thì ngay bây giờ chương trình xin phép mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dậy sẽ chia sẻ ý kiến cùng với bà con. Thì qua cái trao đổi với lại anh Phụng mà anh Thắng đã giải thích đó, thì tôi thấy là cơ bản là coi như tôi đồng tình với lại anh Thắng. Mà tôi cũng thấy rằng nếu như bà con trồng lúa nào mình cũng có cái kiến thức được như vậy thì chắc chắn rằng là bà con mình sẽ giảm được cái chi phí của phân bón và cái cây lúa nó cũng sẽ tốt hơn. Thì ở đây tôi có một vài cái ý gọi là để giải thích thêm. Chẳng hạn như anh Phụng có hỏi chứ giờ bón kali có hại cho cây lúa không? Thì anh Thắng trả lời là không có, thì cái điều đó hoàn toàn là đúng, bởi vì cây lúa nó hút kali nhiều, nó cũng không có bị gây độc. Tuy nhiên nếu như mà mình mà bón kali nhiều quá thì nó sẽ ức chế một số các cái chất khác ở trong đất mà cái cây lúa sẽ không lấy được. Thì cái lúc đó cái bị hại không phải là do ngộ độc kali mà do thiếu một số chất khác. Thì cái chất mà canxi nè, chất magie nè và thậm chí cái đạm nữa nó cũng bị ảnh hưởng do cái việc là chúng ta đưa quá nhiều kali. Thành thử ra ở đây mình đưa nhiều kali thì chắc chắn là nó không có ảnh hưởng trực tiếp rồi, nhưng mà nó gây ra tốn tiền và thêm cái ức chế một số cái sự hấp thụ các chất khác nữa. Còn sở dĩ chúng ta bón cái kali ở cái giai đoạn sau thì như anh Thắng cũng nói là để giúp cho cây lúa nó được vững chắc, nó ít đổ ngã, điều đó là đúng. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái kali nó cũng là một cái chất để mà giúp cho cái việc giàu gạo được tốt. Có nghĩa là khi có đủ kali á, thì cái bông lúa lên có hạt như thế này. Nhờ cái kali đó mà những cái chất đường bột mà được tạo ra từ cái lá này á, nó đem nó vào ban đêm, nó đem nó chuyển dần vô trong hạt được nhiều. Có nghĩa là nó tăng thêm cái độ chắc của hạt. Mà thường thường ta nói kali là một chất của chất lượng thì nó là ý nghĩa là vậy. Còn đối với chất lân đó thì anh Thắng nói với lại anh Phụng cũng rất là đúng rồi. Có nghĩa là thường thì cái lân á, nó người ta bón ở đầu vụ với lý do là bởi vì nó có cái khả năng là hóa giải được độc chất sắt nhôm. Có nghĩa trong đất mình có phèn, nó sắt nhôm nhiều, chúng ta đưa lân vô thì lân nó sẽ hóa giải cái độc chất sắt nhôm, nên chúng ta đưa sớm. Và đồng thời cái cây lúa lại hấp thụ lân tích cực ở cái giai đoạn đầu, rồi sau đó nó tích lũy ở trong cái bản thân của cây lúa, khi mà lúa trổ ra thì nó lấy cái dinh dưỡng mà tích lũy lân tích lũy ở đây để mà đem cho cái cây lúa xài, nên ở cái giai đoạn sau chúng ta không cần. Như vậy thì ở cái giai đoạn đầu đó thì bên cạnh cái việc tạo rễ tốt như anh Thắng đã nói, nó còn thêm một cái nữa đó là cũng nhờ cái lân đó mà cái việc nhảy chồi á, nó cùng với cái chất đạm á, thì giúp cho cây lúa nhảy chồi cái giai đoạn đầu được tốt. Nên chính vì vậy đó mà chúng ta cần thiết là bón lân trong giai đoạn đầu, còn cái giai đoạn sau thì cây lúa tự nó có đủ cái dinh dưỡng lân ở trong cây lúa để mà nó sử dụng, nên mình không có phải là bón lân cái giai đoạn sau. Xin cảm ơn ý kiến trao đổi của giáo sư dành cho bà con nông dân ạ.